Ô, xin mến chào tất cả các bác nhá. À, ngày hôm nay thì em tiếp tục có một cái đơn hàng đi cho anh em, thì tiện thể là em quay video cho anh em cùng xem nhé. Những cái tủ nhôm 12U hôm nay thì phục vụ những phòng hát anh em nhé. Tủ này thì hiện tại bên em đang bán là 2 triệu một chiếc anh em nhé. Nhôm 12U, tủ này rất là dày dặn. À, và đây là đằng sau của tủ anh em nhé. Mặt trước thì nó sẽ mở được. Đây mặt trước nó cũng có khóa nó mở anh em nhé. Đây là mặt sau này, đây là mặt trước anh em nhé. Đều có những cái khóa. Đó, đây cho anh em xem này. Đấy, đều có khóa. Ok chưa? Và trong cái lúc chuyển xa thì em sẽ phải tháo hết cái chân này ra. Anh Tuấn đây kia. Lấy cái màng chít kìa. Đấy, sẽ băng những cái chân này vào anh em nhé. Đấy, đây những cái chân cao su anh em nhé. Đó, anh cho ốc riêng ra nhé. Còn chân này riêng ra, quấn làm hai bó. Đó. Để trong cái lúc vận chuyển thì bên em có đóng xốp rất là cẩn thận như này rồi anh em nhé. Trong cái lúc vận chuyển thì làm sao để cho nó cái chân này không bị gãy thì em sẽ phải vặn hết ra. Về thì anh em có thể là ấy vào anh em nhé, vặn lại giúp em. Đấy. Đấy, bên em sẽ phải phân chia ra và đút hết vào trong một cái tủ anh em nhé. Những tủ này thì nó đóng rất là cẩn thận. Đấy, đây là cái đế của nó này. Nó cũng được một tấm lót rất là dày ở bên dưới anh em nhé. Để trong cái lúc mà anh em để rất là nhiều đẩy lên thì nó không bị hiện tượng là bị sập sệ anh em nhé. Tủ này thì tất nhiên là tất cả đều của Việt Nam hết anh em nhé. Nó có quạt, anh em có thể nhìn thấy đây. Có quạt hết anh em nhé. Quạt Trung Quốc luôn anh em nhé. Tất cả linh kiện này thì của Việt Nam nó đều sẵn thì tội gì mình phải nhập của Trung Quốc đúng không anh em. Hàng của Việt Nam cũng rất là dày dẫn và rất là chắc chắn anh em nhé, chắc chắn đó, rất là dày chắc chắn. Những tủ này thì hầu như đi lắp phòng hát rất là nhiều. Bên em khi đóng chuyển là phải đóng rất là cẩn thận, mua xốp về đóng kẻo nó bị vỡ anh em nhé, nên anh em có thể tin tưởng. Bên trong thì nó có ốc bên trong rồi. Ốc có nghĩa là ốc bắt và những cái tai ấy nó có sẵn bên trong anh em nhé. Đấy, bên ngoài nó có một cái mặt lưới như này. Anh Tuấn thử dọc cho em một cái này ra đi để cho anh em xem cái bên trong. Anh Tuấn đây, dọc giúp em một cái mặt này ra. Đấy, để cho anh em xem cái bên trong. Đấy. Tí sẽ phải quấn thêm một cái màng chít bên ngoài. Bán được cái tủ thật sự với anh em lãi được 100.000 thôi anh em nhé. Thì nhưng mà mất rất là nhiều. Đấy, xốp xiếc cái công đóng. Nhìn cái tủ đây rất là dày dặn, cực kỳ dày dặn. Đấy, bên trong thì nó cũng có đây ốc đây anh em này. Đấy, những cái ốc này, ốc lót anh em nhé. Đó, và quạt. Đấy, rất là dày dặn với những cái tủ này, anh em yên tâm là anh em sử dụng phòng hát 12U thì anh em sử dụng phòng hát thì quá là hợp lý luôn anh em nhé. Đó. Đấy, rất là dày, tủ này rất là cứng cáp anh em nhé. 12U thì anh em để được 2-3 cục đẩy luôn. Đấy, hai cục đẩy, các thiết bị như là vang số, micro, đầu Việt KTV, đó, quản lý nguồn, anh em nhé. Đấy. Đấy, chân, đây có những cái chân đế này, anh em có thể thấy ạ. Đấy, bên em đều lấy cái túi anh ấy, lấy cái túi đen, anh đóng vào xong để vào một cái tủ này. Đấy, đều có quạt anh em nhé, về quạt thì anh em mắc thêm dây vào, để anh em có thể là đấu, anh em nhé. Đấy, thì giá của một cái tủ này là 2 triệu anh em nhé. Chưa gồm phí ship. Chưa gồm phí ship. Tủ 10U là 1.8 triệu. Còn tủ 12U là 2 triệu. Thật ra anh em chơi 12U là rất là đẹp anh em nhé, rất là đẹp luôn. Đấy, 12U sẽ là 2 triệu. Đó, 10U sẽ là 1.8 triệu anh em nhé. Đấy, rất là dày dẫn anh em nhé. Cực kỳ dày dẫn và đẹp đẹp. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em có thể liên hệ trực tiếp. Đấy, bên em xong bên em còn phải đóng cả màng chít nữa. Anh em thấy không? Lãi được có 100.000, 100.500 mà mất công, rất là mất công anh em nhé. Đấy, thì ok. Hôm nay đóng được 5 cái thôi. Đấy, anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho bên em. Kể cả những anh em chơi gia đình, anh em có nhu cầu làm một cái tủ này. Nó rất là gọn gàng anh em nhé. Nó có bánh xe anh em đùn đi đùn lại. Nó rất là hợp lý anh em nhé. Rất là hợp lý và nó đẹp, kín đáo, không ai thò mó được vào. Cái lúc hát đông người ấy mà mình cứ thò tay vào là nó sẽ âm thanh nó sẽ sợ, nó sẽ có vấn đề đấy. Thì đây
thì chơi một con này. Đây, tất cả em để vào một chiếc này anh em nhé. Đấy, tất cả chân bánh xe, ốc, đinh ốc để hẳn vào một cái để cho nó chuẩn chỉ nhất anh em nhé. Đấy, thì anh em có thể thấy là tất cả anh em để hết vào một cái tủ này, xong em khóa vào. Đây nó có khóa tai đây, tai khóa đây anh em nhé. Đủ tai khóa đây anh em nhé. Anh em khóa vào phát là xong. Đấy, không ai có thể động được vào. Động được vào nó rất là bất tiện. Ví dụ như là sợ là chỉnh người này chỉnh người kia chỉnh thì nó rất là khó. Và sợ cả chuột bọ nữa. Đấy, nhìn khi có tủ rồi thì không con chuột nào có thể chui được vào anh em nhé. Đấy, ok. Thì em xin dừng cái video đây. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em. Ok, chào tất cả anh em nhé. Hẹn anh em những clip lần sau. Chào tất cả các bác nhé. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.